Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn. Mình đang có mặt tại đường 3 tháng 4, ngay chỗ trạm đèn xanh đỏ Kim Cúc, ngày xưa gọi là cây xanh Kim Cúc hay là bùng binh Kim Cúc đó quý vị. Sau đây xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn theo chân Đà Lạt Bình Yên để về thăm một buổi sáng ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 Đà Lạt. Sau một cơn mưa ngày hôm qua đấy quý vị, rất là lớn, thì hôm nay bầu trời buổi sáng nay là trong xanh. Những áng mây ở xa cũng không có mây đen như mọi khi. Hôm nay thì có khả năng là, mình hy vọng là có khả năng là cũng không có mưa. Mà nếu mà có mưa thì cũng không thể mưa sớm quý vị. Các bạn thấy sau cơn mưa thì thành phố Đà Lạt là sạch đẹp, đường xá sạch đẹp. Nhưng các bạn thấy dãy hàng hoa hồng ở trên đường Hồ Tùng Mậu không? Là bông hoa hư hết. Hư hết đó quý vị. Sau một cơn mưa thì bông hoa thường hay là bị rủ rồi bị dập nát hết. Và tất cả các hàng cây phượng tím thì hầu như là bị rụng bông là nhiều quý vị nha. Rụng bông, rất là rụng bông nhiều. Và hoa phượng tím chắc có thể cũng là mau tàn và mau hết rồi quý vị, không còn được lâu. Nếu mà mưa ngắn, tạm thời là đến mùa mưa mới mưa rơi vào khoảng tháng 4 mưa, thì hoa phượng tím cũng có thể kéo dài đến đầu hè quý vị nha. Nhưng mà những cơn mưa lớn như vậy thì các bạn thấy đây, mình review cho quý bác anh chị xem là hoa phượng tím cũng không còn được bao nhiêu hoa nữa. Mưa lớn lắm thì hoa phượng tím sẽ bị mau tàn đó quý vị. Và đây là mình đang hướng về Hồ Xuân Hương, ra đến Hồ Xuân Hương. Mé bên phải chúng ta là Hồ Xuân Hương và mé bên trái là khách sạn Palace, một khách sạn 5 sao. Một khách sạn cũng lâu đời, cũng gần có cỡ khoảng là 100 năm rồi đó quý vị. 100 năm rồi. Đây là cái bùng binh Exo, ngày xưa nó có cây xăng Exo đó quý vị. Mấy bên phải là nhà hàng Thủy Tạ, hầu trước đây thì gọi là nhà hàng Thủy Tạ, nhưng bây giờ là cà phê Thủy Tạ đó quý vị. Nhưng trong đó, trong này họ cũng bán luôn nhà hàng, họ cũng bán làm nhà hàng đó quý vị. Và các bạn thấy hai cây bông giấy không? Cũng trụng bông thế rồi. Sau một cơn mưa thì Đà Lạt có những thay đổi. Thứ nhất là sạch đẹp, các đường xá rồi cầu cống là được thông thoáng và sạch đẹp hết. Nhưng ngược lại là bông hoa, trà lá đều hư hết. Và đến đây thì hàng hoa mai anh đào, mai anh đào mà gặp mưa thì rất là thích quý vị nha. Mai anh đào mà gặp mưa là ra lá ngay. Các bạn nhìn thấy sau cơn mưa thì Hồ Xuân Hương đục ngầu luôn. Hồ Xuân Hương bắt buộc phải đục ngầu. Và tất cả các cái rác thải cũng như là bèo ở trong các cái hồ, ví dụ như là hồ Mê Linh này, rồi tất cả các cái hồ lặn xung quanh Hồ Xuân Hương sẽ tràn ra hồ lớn này. Thì các bạn thấy hôm nay là mình review cho các bạn thấy nước Hồ Xuân Hương là trở lại một màu màu đục nha quý vị, là đất đá rồi rác thải giấy rồi tất cả các cái chai lọ ở đây. Và bên trái chúng ta là cà phê Nhật Nguyên, một trong những tiệm cà phê có cái view rất là đắc địa. Đây, mình mời quý cô bác anh chị và các bạn qua cầu Ông Đạo. Đó, các bạn thấy những khóm hoa hồng đều tan nát hết. Sau một cơn mưa là hoa hồng dập hết quý vị, không còn tươi đẹp như là trước khi mưa. Và đây là các bạn thấy Hồ Xuân Hương không? Hồ Xuân Hương thật sự là rác thải này, rồi tất cả các cái giấy này, rồi đồ, nói chung là ở các cái ao hồ nó tràn ra quý vị. Rồi từ xa thì mình thấy nước đục ngầu luôn, và hai hàng hoa trưng bày ở trên cầu cũng đều hư hết quý vị. Và đến đây thì mình thấy xa xa có hai công nhân đang vớt rác đó quý vị. Sau một cơn mưa thì là rác thải ở trên Hồ Xuân rất là nhiều. Công nhân làm vệ sinh của công trình đô thị cũng như là công nhân mà
họ có trách nhiệm lãnh cái dọn thu rác hồ Xuân Hương đó quý vị. Đây, một bên là một bạn nam, một bên là một bạn nữ, các bạn thấy họ thu rác không? Cho nên là chính vì vậy mà tất cả các bạn trẻ đi chơi du lịch Đà Lạt cũng như là cộng đồng người Đà Lạt là đều giữ gìn vệ sinh chung, không có ném rác thải, hoặc là đi chơi picnic cũng không được là bỏ rác thải ở ngay vườn vườn hoa hoặc là các cái ven bờ hồ Xuân Hương. Khi mà trời mưa thì tất cả các rác thải sẽ đổ xuống hồ Xuân Hương đó, làm ô nhiễm. Và các bạn thấy các anh các chị lượm từng cái bọc ni lông nha quý vị, rồi từng cái hũ chai lọ vân vân, rất là công phu, rất là kỹ đó các bạn thấy không. Đây mình review cho các bạn thấy, sau một cơn mưa thì là hồ Xuân Hương thật sự là rác thải rất là nhiều. Các bạn nhớ là mình phải giữ gìn vệ sinh chung, tất cả mọi cái là giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ thành phố của chúng ta xanh sạch đẹp. Công nhân họ làm như vậy không thể nổi quý vị, thật sự hai người mà làm cả một cái đoạn, một cái hồ vòng quanh hồ Xuân Hương này là rơi vào khoảng là 5 km đó quý vị, thì thật sự vất vả vô cùng. Rồi máy bên kia là đường ấp ánh sáng, hôm nay bầu trời trở lại trong xanh, đường xá và khách du lịch thì hôm nay thứ ba mà, cho nên là khách du lịch cũng không có nhiều lắm. Từ xa thì mình thấy mấy cây phượng tím cũng là trụng bông rất là nhiều. Xin thưa với quý cô bác anh chị, nếu mà mưa cứ liên tiếp như vậy, một chiều nào cũng mưa, 4 chiều, 5 chiều và 7 chiều, 10 chiều thì xin thưa là hoa phượng tím sẽ mong rất là mong đạt. Mưa xuống thì thật sự là giải hạn cho tất cả các ao hồ sông suối trước đây đã khô cạn. Rồi các cái rừng thông thì thật sự cháy, các cái rừng thông, những cây lớn thì còn những cái cây mà các cái cây mà nó nằm ở dưới từng dưới dây leo dặn hết luôn là điều chết mấy quý vị, cho nên dễ cháy rừng. Được hai cơn mưa thì giải hạn, làm cho không khí mát mẻ dễ chịu, cây cổ xanh um tất cả các cái đồ thông, rồi tất cả các cái những cây mà liễu cây tùng mà được trồng ở công cộng á, thì được giải hạn rất là mát, xung xuê năm trời đại lộc. Nhưng rồi cũng có thể là cứu cho những năm vườn cà phê, vườn bơ, vườn trái cây rất rất là tuyệt vời quý vị, thật sự là tuyệt vời. Đến đây thì mình sẽ hướng về đường Đinh Tiên Hoàng quý vị, đường Đinh Tiên Hoàng. Đường Đinh Tiên Hoàng thì các bạn thấy một bên là bên phải của chúng ta là đồi Cù, sân golf đó quý vị, mình nói tiếng Việt cho dễ chứ đôi khi mình nói tiếng Anh nữa bà con lại không nhận định được mong. Đây là sân golf, golf thì các bạn thấy bên phải bên trái chúng ta là cũng vẫn là còn rào lại này. Ngày trước là nhà máy nước đó quý vị, nơi đây là thuộc đất của công cộng, đất nhà nước. Còn xa xa là chùa Tâm Ấn. Đây mẹ bên phải chúng ta là sân golf, này là một trong những sân golf đẹp nhất Đông Nam Á. Thật sự nó có cái đồi cù mà làm cho không khí và bộ mặt của thành phố vô cùng đẹp, ai đến Đà Lạt cũng nghĩ đến là đồi cù sân golf, một trong những nơi đẹp nhất. Và bếp bé bên trái của chúng ta là khu quy hoạch Golf Valley, khu quy hoạch Golf Valley, một trong những khu quy hoạch bài bản, cơ bản nhà cửa, villa, biệt thự, sân vườn tất cả rất là đẹp. Còn bên phải chúng ta thì vẫn im lìm quý vị nghe, đây vẫn im lìm. Cái báo chí đã nói lên quá nhiều rồi, cộng đồng mạng cũng nói lên quá nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn thấy là trơ ra, chưa thấy rụt rịch gì. Rồi là hạn từ ngày 25 tháng 12 rồi, gia hạn 25 tháng 1, nhưng mà mình vẫn chưa thấy rụt rịch gì đó. Không nói thì quý cô bác bà con Đà Lạt cũng như là trong cả nước ai cũng biết là bên công ty bên đó người ta làm sai giấy phép đúng không, một cái đồ cù mà làm cho tất cả cộng đồng cũng gây bức xúc, rất là xót xa. Thật sự mình chỉ nói qua như vậy, còn bà con quý cô bác anh chị và tất cả mọi người ai cũng biết hết rồi. Và xin mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân Đà Lạt bình yên đi trên con đường Đinh Tiên Hoàng. Đường Đinh Tiên Hoàng thì một trong những con đường mát xanh sạch đẹp.
có cung thiếu nhi kìa, thiếu nhi nơi mà sinh hoạt của các cháu. Rồi ở đây có rất nhiều villa, biệt thự, sân vườn đẹp, một trong những con đường mà dẫn đến thung lũng tình yêu rất là đẹp, đường thông hè thoáng. Và chúng ta chuẩn bị đến với ngã năm đại học, ngày xưa gọi là ngã năm đại học đó quý vị, thì bây giờ cũng gọi là, hồi xưa cái bùng binh ngã năm đại học, bây giờ vẫn gọi là ngã năm đại học, kèm theo là trạm đèn xanh đỏ ngã năm đại học. Và mé bên trái các bạn thấy, oh wow, một cái lâu đài quý vị ạ, đây thật sự là một cái lâu đài, một lâu đài. Còn mé bên trái của chúng ta là đường Bùi Thị Xuân đó quý vị, những cái đường rẽ bên này là đường Bùi Thị Xuân. Và đến qua khỏi cái lâu đài này thì cũng có một cái con đường rẽ nữa là đường Bùi Thị Xuân. Đó quý vị, đường Bùi Thị Xuân là một trong những con đường mà tấp nập hàng quán ăn uống để phục vụ quý du khách, cũng như là phục vụ học sinh sinh viên của trường Đại học Đà Lạt. Đến đây thì quý cô bác anh chị, nếu mà mình rẽ phải là vào con đường Trần Nhân Tông, còn đi thẳng nữa qua khỏi cái trạm đèn xanh đèn đỏ này thì là đường Phù Đổng Thiên Vương quý vị, và mé bên trái của chúng ta là trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt, một trong những ngôi trường đã có rất là lâu, có từ trước năm 1975. Nếu mà rẽ trái thì các bạn sẽ vào đường Bùi Thị Xuân, và ở đây có năm ngã rẽ quý vị. Ngã rẽ tiếp nữa là rẽ trái là đi vào đường Nguyễn Công Trứ quý vị. Đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ là 2, Trần Nhân Tông là 3, Phù Đổng Thiên Vương là 4, và ngược lại ở phía sau lưng mình là Đinh Tiên Hoàng là 5, cho nên mới có cái tên là ngã năm đại học đó quý vị. Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chân Đà Lạt Bình Yên để chạy trên con đường Phù Đổng Thiên Vương. Con đường Phù Đổng Thiên Vương này thì cũng rất là dài quý vị, bắt đầu từ ngã năm đại học mà chạy mãi cho đến lên tới dốc đá, rồi qua khỏi dốc đá, và qua khỏi dốc đá đến chuẩn bị mà bước vào đường Thánh Mẫu quý vị, thì lúc đó là đường đã hết đường Phù Đổng Thiên Vương, và tiếp đó là đến đường Mai Anh Đào. Trên đường Phù Đổng Thiên Vương này thì thật sự có rất là nhiều lối rẽ, ví dụ như chuẩn bị mình bước qua cái lối rẽ bên trái chúng ta là đi vào đường Trần Khánh Dư, rồi chuẩn bị bước qua cái lối rẽ bên phải là bên trái là đường Trần Khánh Dư, còn chuẩn bị mình bước qua bên phải chúng ta là đường Vạn Hạnh, qua khỏi cây xăng Phù Đổng là đường Vạn Hạnh. Rồi đối diện với đường Vạn Hạnh là đường Trần Khánh Dư quý vị nha, đường Trần Khánh Dư. Đây là một trong những con đường sầm uất tấp nập, buôn bán làm ăn, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, tất cả các món ăn phục vụ cho sinh viên rất là nhiều. Bên phải chúng ta là cây xăng Phù Đổng. Qua khỏi cây xăng Phù Đổng này thì chúng ta sẽ bước vào rẽ phải là bước vào đường Vạn Hạnh quý vị, đường Vạn Hạnh. Và đối diện với đường Vạn Hạnh là con đường Trần Khánh Dư. Sau khi qua khỏi hai cái đoạn này thì là mình sẽ bước chạy thẳng lên là dốc đá quý vị nha. Dốc đá vẫn còn là đường Phù Đổng Thiên Vương. Qua lên lưng chừng dốc đá đây, các bạn thấy rẽ phải là đường Vạn Hạnh, đường Vạn Hạnh, và rẽ trái là đường Trần Khánh Dư. Lên dốc đá thì lên cỡ khoảng là chưa hết dốc đá nha, vừa chạm gần như là chạm đỉnh dốc đá, vừa chạm đỉnh dốc đá thì mình rẽ qua bên tay trái là đường Lý Nam Đế nha quý vị. Đường Lý Nam Đế các bạn nhớ nha, đường Lý Nam Đế thì các bạn nhìn thấy đây là khu cư xá nội trú dành cho sinh viên Đà Lạt đó quý vị. Đây là khu cư xá dành riêng cho sinh viên Đại học Đà Lạt. Còn mé bên phải chúng ta là cổng Vạn Hạnh, chùa Vạn Hạnh đó quý vị, cổng chùa Vạn Hạnh. Các bạn chuẩn bị tiếp tục lên, vừa chạm cái đỉnh này thì rẽ phải là cũng là đường Vạn Hạnh để mà vào chùa Vạn Hạnh và trường Đa Thiện quý vị nghe. Và đi lên một đoạn nữa, đây rẽ phải, cũng rẽ phải xuống
chuẩn bị rẽ phải xuống đây quý vị nha, là con đường Trần Quang Khải nha quý vị. Đây, con đường Trần Quang Khải. Ở trên đường này là đường Trần Quang Khải. Cho nên là nếu mà đi trên con đường mà Phù Đổng Thiên Vương thì các bạn rất là nhiều con đường rẽ ngang và rẽ dọc. Và chuẩn bị rẽ trái, chúng ta rẽ trái là đi vào con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là cái đồi Nguyễn Hữu Cảnh đó quý vị. Tất cả đều là villa, biệt thự, sân vườn, nhà nghỉ, khách sạn, homestay. Rất rất nhiều bạn. Ở trên cái đồi Nguyễn Hữu Cảnh thì được xây dựng rất là căn bản quý vị, nhà cửa căn bản. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đồi Nguyễn Hữu Cảnh là có cái tên là đồi Thông Tin đó quý vị. Quý vị, đồi Thông Tin. Và tiếp tục mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân Đà Lạt Bình Yên, đi hết con đường Phù Đổng Thiên Vương. Con đường Phù Đổng Thiên Vương này thì có trồng những cái cây bóng mát rất là lớn. Cây này thì theo mình nghĩ là đã trồng cỡ khoảng là 20 mấy năm rồi quý vị. 20 mấy năm những cây bóng mát trồng ở dọc theo đường Phù Đổng Thiên Vương là cây xà cừ quý vị. Cây xà cừ tạo cho thành phố Đà Lạt, tạo cho con đường này có một cái bóng mát rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Các bạn đi trên con đường này thì cũng có rất là nhiều cái ngõ hẻm. Ví dụ như lát hoặc mình sẽ review cho quý cô bác anh chị đường Phù Đổng Thiên Vương chạy thẳng bon bon về đến thung lũng tình yêu. Đến thung lũng tình yêu, một trong những khu du lịch rất là đẹp, đắc địa quý vị nha. Khu du lịch đắc địa rất là đẹp. Đó, các bạn thấy mấy bên trái chúng ta làm đồi Nguyễn Hữu Cảnh, một cái đồi rộng mênh mông quý vị. Nhà cửa trên đó thì thật sự họ làm căn bản lắm. Villa, biệt thự, sân vườn, rồi nhà nghỉ, khách sạn, restaurant, quán ăn, vân vân, rất là nhiều quý vị ạ. Còn đến đây thì các bạn có một con đường rẽ phải đúng không? Đây cũng là con đường Trần Quang Khải quý vị nha. Đường này rất đẹp, đường Trần Quang Khải này rộng hơn con đường Trần Quang Khải hồi nãy, mà cái dốc này nó cũng thoai thoải. Mình cũng chạy xuống một đoạn để mà review cho quý cô bác anh chị biết đây là con đường Trần Quang Khải. Sau đây mình xin thông báo cho quý bà con, cô bác anh chị là người Lâm Đồng cũng như là trong thành phố Đà Lạt. Ngày mai là ngày mùng 3 tháng 4 là khu du lịch thung lũng tình yêu sẽ là miễn phí và giảm phí cho tất cả quý bà con, các bạn đến tham quan khu du lịch thung lũng tình yêu với cái giá giảm giá cũng rất là đặc biệt quý vị. Nhân ngày là giải phóng thành phố Đà Lạt, giải phóng tỉnh Lâm Đồng đó quý vị, cho nên là công ty du lịch cũng có một phần đặc ân giảm giá cho các bạn, quý bà con ở tỉnh Lâm Đồng cũng như là trong thành phố Đà Lạt. Xin mời quý bà con nhớ đến tham quan thung lũng tình yêu, là tất cả mọi người nhớ là đem theo chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước đó quý vị nha. Đem theo chứng minh nhân dân và thẻ căn cước. Ở trên con đường Phù Đổng Thiên Vương này thì rất là nhiều lò mứt, tất cả là đặc sản Đà Lạt, lò mứt rất là nhiều. Chuẩn bị đến đây thì gần hết đường Phù Đổng Thiên Vương rồi quý vị. Qua khỏi cái trạm bưu điện này thì chúng ta sẽ rẽ vào con đường là Vạn Kiếp nha quý vị. Qua khỏi con đường Vạn Kiếp, ở đây là rất là nhiều ngõ rẽ, thật sự nhiều ngõ rẽ, mà ở đây đất ở đây thì qua bằng thẳng lắm quý vị, rất là bằng thẳng. Qua khỏi đoạn này thì mời các bạn sẽ ai mà có nhu cầu về đường Vạn Kiếp. Trên đường Vạn Kiếp thì vào trường Trần Hưng Đạo cũ đó quý vị, hay bây giờ là trường Đại học Giật Sen nha quý vị. Trong đó thì nhiều đường lắm. Đó, quý vị thấy đây là đường Vạn Kiếp. Các bạn thấy xe họ chạy không? Đường Vạn Kiếp thì vô trong đó thì cũng có rất là nhiều đường. Đường Vạn Kiếp thì trong đó có đường Tô Hiệu, nhiều ngõ ngách, nhiều những cái lối rẽ lắm, rất là nhiều lối rẽ. Đó, đường Vạn Kiếp cũng rất là rộng quý vị. Ở ngoài người ta ghi cái bảng đường Vạn Kiếp rất là lớn. Đó, đây mình nhìn dừng lại cho các bạn xem. Và đi qua khỏi cái trạm bưu điện của phường 8 này á, thì các bạn cũng rẽ trái là con đường Thánh Mẫu, là đi vào nhà thờ Thánh Mẫu cũng như là
lên Du Sinh Thánh Mẫu đó quý vị, lên Nghĩa Trang Thánh Mẫu, và sau đó sẽ về tới ngã tư số 6 rồi các bạn đi La Bi An, rồi đi Suối Vàng vân vân. Và đây là đã hết đường Phù Đổng Thiên Vương, bắt đầu đi vào bến xe Đa Thiện. Đây là bến xe buýt đó quý vị, là để phục vụ cho tất cả các bà con đến bến xe buýt tập trung về đây. Đây bắt đầu là đường Mai Anh Đào rồi quý vị. Xin thưa bí quyết của bác anh chị, đây là bến xe Đa Thiện. Bắt đầu cái vùng này, một cái vùng rộng lớn này gọi là vùng Đa Thiện quý vị nghe. Ví dụ như là hồ Đa Thiện, rồi thung lũng tình yêu, rồi vùng Đa Thiện. Trong này có cái nhà thờ nghèo nữa quý vị, nhà thường thờ nghèo nữa. Thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên là mình sẽ review cho quý cô bác anh chị xem là cái con đường Mai Anh Đào này, dọc con đường Mai Anh Đào này là có thung lũng tình yêu, rồi có đồi mộng mơ. Đồi mộng mơ thì bây giờ nhập vô luôn thung lũng tình yêu rồi quý vị. Và có nhà đi xuống nhà thờ nghèo này, rồi ở đây có tất cả các cái hàng đặc sản rất là lớn. Đường này thì cũng đường rộng mênh mông bao la vô tận, đường này rộng thoáng, xe du lịch chạy hình như là cả ngày đêm. Rồi có tranh thiêu Ít Quy nữa quý vị. Tranh thiêu Ít Quy, một trong những cơ sở tranh thiêu mình nghĩ là lớn nhất Việt Nam đó quý vị, cho ra những cái sản phẩm mà rất là đặc biệt, phá kỷ lục Việt Nam, có những bức tranh rất là lớn. Và ở đây tất cả các cái nghệ nhân, các nghệ nhân là những nghệ nhân mà tay nghề gọi là từ Huế vô đó quý vị, rất là đậm chất bản sắc dân tộc. Một cái nghề mà thiêu của tổ tiên ông bà truyền lại cho các con cháu. Và đến đây thì các bạn thấy bắt đầu là cái cửa phụ của thung lũng tình yêu quý vị nha. Các bạn nhớ là đến ngày mai là các bạn được tham quan miễn phí và giảm phí, trong đó là 4.900 vé. Các bạn nhớ, quý bà con nhớ là đem theo thẻ căn cước và chứng minh nhân dân để mà mình thuận tiện trong việc là lấy vé vào tham quan đó quý vị. Đây mấy bên trái chúng ta là cổng thung lũng tình yêu, review rất là kỹ cho các bạn và quý bà con ở trong thành phố Đà Lạt cũng như là trong tỉnh Lâm Đồng. Đường đỏ thung lũng tình yêu bây giờ rất là rộng quý vị, thật sự mênh mông vô tận. Mình không dám nói trước để cho quý bà con và các bạn vào xem thì nó thú vị hơn. Mình thật xin là không bật mí ở trong thung lũng tình yêu có gì để quý bà con đi. Còn đây là rẽ, cũng là đường Mai Anh Đào, nhưng mà các bạn rẽ vào nhà thờ nghèo nghe. Ở trong đó Đà Lạt có một ngôi nhà thờ thực sự là không nghèo, nhưng mà ngày xưa các cô các chú các bác vào ở trong này từ Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi các cái vùng Bình Trị Thiên di cư lập nghiệp vô thì các cô nói chung là nhiều tỉnh thì xây lên nhà thờ và có cái tên nhà thờ nghèo từ đó đến giờ đó quý vị. Và đây trước mặt chúng ta một cái bãi xe rộng mênh mông vô tận. Đây là cổng chính của khu du lịch thung lũng tình yêu. Các bạn nhìn thấy không giới thiệu các bạn cũng nhìn thấy cầu kính không? Đó, cầu kính, thật sự một cái cầu kính mà ai cũng muốn khám phá, thật sự ai cũng muốn thích đi trên cầu kính. Thì các bạn ngày mai là ngày mùng 4 các bạn có thể là trải nghiệm trực tiếp trên cầu kính được rồi. Cầu kính với cái giá giảm giá, mình theo mình được biết là giảm giá từ bữa trước là 300.000 vé, nhưng mà bây giờ giảm giá cho tất cả quý bà con và các bạn chỉ còn lại là 49.000 mà thôi. Bên trái thì các bạn có thể là gửi xe Honda, rồi ai mà đi xe hơi, tất cả xe hơi thì đậu trước cái bãi này đó quý vị. Và đối diện với cổng cổng thung lũng tình yêu thì các bạn có thể là tham quan tranh Ít Quy, tranh thiêu lụa, một trong những cái ngành nghề mà độc nhất vô nhị của Việt Nam, cho ra những cái bức tranh mà khách du lịch rồi khách Hàn Quốc, khách nước ngoài đổ về đây rất rất nhiều, lúc nào cũng vào thăm Ít Quy. Thật sự mình không dám hứa trước, khi nào có điều kiện thuận lợi mình sẽ review và quay hết tất cả, mình xin vào đó quay review cho quý cô bác anh chị và các bạn được xem
rõ về ngành nghề chính quy, một trong những cái ngành rất là đẹp và tay nghề của tất cả các cái thiếu nữ từ gốc Huế vô nghe quý vị, từ nơi mà đô thủ đô kinh đô của Việt Nam, cho nên tay nghề rất là đẹp, rất là nghệ nhân, tay nghề rất là cao quý vị. Và sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chương mình để đi hết con cái hàng rào của thung lũng tình yêu. Như vậy là ngày xưa là thung lũng tình yêu là chủ yếu là cái cổng chính là cổng ở đây quý vị, cổng cũ này này, đây cái cổng này đó quý vị, và xe hàng quán tấp nập luôn. Nhưng mà bây giờ thì xe cũng đậu, cũng có đậu, nhưng bây giờ họ chuyển lên kia, qua cái công ty mới thì họ chuyển lên kia, ở trong đó họ chuyển lên kia. Nhưng mà xe tải rồi xe khách, nói chung là tất cả các loại xe, nhiều loại xe họ cũng đem về đến đây. Và đến đây thì các bạn thấy vẫn còn là cái đường thung lũng tình yêu nha. Ồ, đây có một cái khách sạn La Lạ Lạc, quá lớn luôn quý vị. Ở phường 8 này, đây một cái khách sạn La Lạ Lạc. Đó, một cái khách sạn rất là khổng lồ luôn. Một khách sạn lớn nằm đối diện với thung lũng tình yêu. Đây là thung lũng tình yêu, là mấy cái cổng này là không cổng phụ, cho nên là họ mời tất cả quý khách đi vào cổng chính, còn cổng phụ này để phục vụ cho công tác nhân sự, nhân viên của công ty thung lũng đó quý vị. Sau đây xin mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân Đà Lạt Bình Yên vào trở lại thăm con đường Trần Đại Nghĩa nha quý vị. Đây con đường Trần Đại Nghĩa len lỏi ở trong khu đa thiện này thì có rất là nhiều con đường. Mình thời lượng cũng có hạn, cho nên là mình trước tiên là mình review lại con đường Trần Đại Nghĩa cho quý bà con và các bạn xem. Không đủ thời lượng, nếu là đủ thời lượng thì mình sẽ review cho quý cô bác anh chị. Trong này có rất là nhiều đường ngang lối rẽ, dọc chỗ này dọc chỗ kia rất là nhiều. Và trong này thì một bên là nhà vườn nghe quý vị, vẫn còn nhà lồng kính. Còn một bên nữa là khách sạn, nhà nghỉ, homestay. Rồi trong này kho vận này, rồi nói chung là rất là nhiều thật sự. Đó, ở đây có trung tâm tiệc cưới nữa quý vị. Ồ, ở trong cái trung tâm tiệc cưới này chắc là của khách sạn Đà Lạt, La Đà Lạt thì phải. Và các bạn thấy một không gian của khách sạn rất là lớn. Đường này thì nhỏ, gọn nhưng mà đẹp, đường xá. Đà Lạt thì bây giờ ở đâu họ cũng đổ bê tông nhựa nóng và trang trí rất là gọn gàng, từ âm thanh, ánh sáng, đèn, đường, vân vân. Chỗ nào đường đi lối lại, nói chung là trong thành phố Đà Lạt bây giờ chỗ nào cũng đường rất là đẹp quý vị. Nhà cửa ở trong này hồi xưa chủ yếu là vẫn làm vườn đó quý vị, nhưng mà bây giờ thì là nhà xây lên cũng rất là nhiều. Ở đây được có là cái mặt bằng, cái mặt bằng cũng đất đai cũng bằng thẳng. Ồ, ở đây người ta có làm nấm nữa quý vị, khu trại nấm quý vị ơi, đó khu trại nấm. Kế bên trại nấm thì mình thấy có một cái nhà hàng, quán ăn, nói chung ở trong này trước đây là khu sản xuất lao động, rồi bông hoa, trái cây, rồi lá ghim là chủ yếu. Ồ, nhưng mà bây giờ họ cũng làm nhà rất là nhiều. Ồ, trước mặt thì chúng ta thấy cái shop hoa nha, đây có cái shop hoa này cũng lớn đó quý vị. Mình thấy là hoa người ta về đây rồi người ta đóng đi hay sao ạ. Cái shop hoa gồm có hoa ly, hoa nhiều loại hoa đồng tiền vân vân. Ồ, ở đây mình nhìn thấy là vừa sản xuất lao động rồi vừa kho vận, rồi hàng đóng đi, rồi vẫn có những cái miếng đất quý vị ơi. Ở đây mình thấy là bà con nông dân vẫn còn canh tác những cái miếng đất mà họ trồng, không phải là trong lòng kính đó. Thì nhìn xa là các bạn thấy lòng kính rất là nhiều. Và trước mặt chúng ta là một cái khách sạn vừa xây xong hay sao ạ, rất là lớn. Khách sạn sở hữu 8 tầng, rất là lớn quý vị, vô cùng lớn luôn. Đây mình review cho quý cô bác anh chị và các bạn xem con đường Trần Đại Nghĩa ngày nay đổi khác như thế nào. Rất rất lớn. Ở đây thì chủ yếu là bà con là làm hàng hóa đóng đi, rồi la ghim, rồi dâu vân vân, tất cả đều là nông sản thực phẩm đó quý vị.
tất cả đều nông sản thực phẩm. Ở đây nhiều nhà đóng dấu lắm quý vị, đó mình thấy bì mé mình đây đóng dấu, nhiều nhà đóng dấu nông sản thực phẩm. Sau đây mình mời quý cô bác anh chị và các bạn tiếp tục theo chân mình để xem con đường Trần Đại Nghĩa này có gì. Oh wow, ở đây có cái tiệm lẩu nướng gà túc túc này quý vị, rất lớn nha. Oh, đồng lắm, mình thấy họ làm rất là lớn. Buổi tối là ở đây chật cứng luôn quý vị, không có chỗ đậu xe luôn đó. Ở đây họ làm tới 4 gian là tiệm gà nướng đó quý vị, tiệm gà nướng ở đây. Thật sự là mình cũng không ngờ là ở đây, ở đường Trần Đại Nghĩa có một cái tiệm nướng rất lớn. À, và về đến đây thì mình cũng ngạc nhiên một lần nữa, ở đây có cái trạm sạc xe điện của hãng xe VinFast quý vị ơi. Đây các bạn thấy, ở trong này lần hèn gì xưa nay lâu nay mình không thấy cái tiệm cái trạm sạc xe điện của hãng xe VinFast. Và đây mình thấy là có một cái dãy tuabin, cái trạm sạc điện gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trụ sạc pin quý vị ạ, 8 trụ sạc pin. Và tất cả các cái xe của hãng VinFast này họ đến đây sạc pin này quý vị. Ồ, thật là tuyệt vời. Ồ, vậy mình chưa thấy cái trạm sạc pin ở thành phố Đà Lạt, bữa nay mình mới tình cờ đi ngang qua, mình quay cho quý vị và các bạn được biết là cái trạm sạc pin của hãng xe VinFast, tức là xe điện đó quý vị. Ở trong đường này thì nhà bên phải là nhà villa, biệt thự, sân vườn, hoa lan, cây kiểng rất rất là nhiều quý vị, rất rất là nhiều. Rồi xen kẽ vô đó thì bà con nông dân của mình đó, vẫn còn làm vườn này, rồi vẫn còn nhà lồng, rồi kế bên thì những ai mà họ làm vườn mà cũng có tiền, rồi làm trúng mùa đó cũng xây villa, biệt thự, nhà cửa rất là đẹp quý vị. Xen vô đó thì vẫn còn những cái nhà cũ của Đà Lạt ngày xưa nghe quý vị, những nhà cũ của Đà Lạt ngày xưa của ông bà mình ngày xưa mới lập nghiệp đó, thì nhìn biết ngay quý vị, nhà chỉ là nhà trệt mà lợp tôn Mỹ bằng gỗ đó. Ồ, và đến đây á, thì mình thấy ngay đây, ngay chỗ mà cái mặt tiền nó có hình tam giác mà giáp với ba mặt như vậy, giáp với hai mặt tiền như vậy, thì có một miếng đất hình tam giác, thấy bà con nông dân của mình đang xuống giống đó quý vị. Hình như là để mình xem coi, đây là lúc đầu là đang coi trồng, mình xem là bà con của mình đã đang trồng dâu hay là hình như là mình thấy họ đã có lỗ sẵn rồi quý vị, họ canh lỗ sẵn rồi, và trong đó là họ đã bỏ phân vô trong mấy cái lỗ đó rồi. Và có một người thì đi rải cây gì ta, dâu hả, rải cây giống để rồi hai người kia cấy xuống đó quý vị. Thì sau khi mà hỏi ra thì mình mới biết là không phải là dâu mà là ương lơ, trồng lơ đó quý vị. Cũng rất là hay, thật sự mình cũng chưa có khi nào, mình ít khi nào ra vườn. Khi nào có dịp mình ra vườn mình sẽ review cho quý cô bác anh chị và các bạn xem được bà con nông dân của mình trồng la ghim, rồi khoai tây, cà rốt, su hào, bắp cải, rồi xà lách son, cũng như bổ xôi này, nói chung là vân vân rất là nhiều món rồi, kể cả là hoa, kể cả hoa này. Và ra đến đây thì đã nhập vào con đường lớn rồi quý vị, con đường Nguyên Tử Lực. Đây là một trong những con đường chủ lực của phường Tháp Tử Lực, là tất cả hàng hóa nông sản thực phẩm chạy cả ngày lẫn đêm, nhất là vào mùa lễ mùa Tết là ở đây nhà nhà đóng bông, người người đóng bông, tất cả nông sản thực phẩm từ sú lơ bắp cải rồi rau xanh, hàng hóa hoa, nhất là tất cả các loại ví dụ như là cải, tất cả các la ghim đó quý vị, gọi chung là la ghim, ví dụ như ớt này, ớt chuông hay còn gọi là ớt đỏ đó quý vị. Và đến đây thì đây chính là ngã ba Mười Thị quý vị. Đây ngã ba Mười Thị, ngày xưa ông Mười Thị ông ở đây lâu rồi quý vị, đất đai rồi cũng nhiều rồi, ông ở đây lâu, từ đó
người ta đặt có cái tên là ngã ba Mười Thị luôn quý vị. Từ đó mới có ngã ba Mười Thị. Và đó, quý vị rẽ vào tay phải, đây là con đường Nguyễn Trường Toản để mà băng qua bên Phù Động Thiên Vương. Băng qua Phù Động Thiên Vương. Còn rẽ trái là công ty Hắc Phạm. Công ty Hắc Phạm, một trong những công ty cũng rất là lớn quý vị ạ. Rất là lớn. Rồi đến đường Mai Xuân Thượng, hồi nãy là đường Võ Trường Toản, đường Mai Xuân Thượng. Nói chung là trên con đường Nguyễn Tử Lực này là nhiều cái lối rẽ lắm quý vị, rộng lắm, nhiều cái lối rẽ mà băng qua băng lại rất là nhiều. Bà con là chủ yếu là ngày trước bà con chủ yếu là phục vụ là làm vườn đó, người Đà Lạt thường hay gọi là làm vườn, làm lá tim đó quý vị. Và bây giờ thì mở ra buôn bán sầm uất, nhà nhà đóng hàng, người người đóng hàng, rồi hàng hóa tấp nập, kho vận, kinh doanh buôn bán tất cả các mặt hàng. Và mấy bên phải của chúng ta là giáo xứ Thiện Lâm. Đây là giáo xứ Thiện Lâm quý vị, một trong những giáo xứ cũng lâu đời của cư dân người Đà Lạt. Ở đây giáo xứ Thiện Lâm có xây cái tháp, cũng cái tháp này là cũng 8 tầng quý vị, mình chưa kịp đếm luôn, mình có 8 tầng đến 10 tầng. Và tiếp tục mời quý cô bác anh chị và các bạn theo chân Đà Lạt mình yên đi hết con đường Nguyễn Tử Lực. Con đường này sẽ hướng ra Hồ Xuân Hương các bạn này, hướng ra Hồ Xuân Hương, rồi sau đó mình đi rẽ phải thì vào trung tâm thành phố Đà Lạt hoặc là trường Đại học Đà Lạt. Còn rẽ trái thì sẽ là đi vào dọc Xuân Nguyễn Thanh hoặc là vào đường Cách Mạng Tháng 8 hoặc là đi vào đường Trạng Trinh. Rẽ trái các bạn nhớ là mấy bên trái chúng ta là có lò phản ứng hạt nhân nguyên tử. Việt Nam chỉ có một duy nhất một lò phản ứng hạt nhân nguyên tử nằm trên thành phố Đà Lạt, là rất là tự hào. Và đây thật sự là ở đây hầu như là nơi sản xuất ra rau hoa quả rất rất nhiều, bóng đi đâu quý vị, rất rất nhiều. Video đến đây cùng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like, bấm đăng ký. Xin chân thành cảm ơn.